Akamanto, áo choàng đỏ. Akamanto được mô tả là một linh hồn nam mặc áo choàng đỏ và đeo mặt nạ che mặt. Người ta kể rằng Akamanto ám trong phòng tắm công cộng hay phòng tắm trường học, thường là buồng tắm cuối cùng của phòng tắm nữ. Theo truyền thuyết, những người trong buồng tắm được Akamanto yêu cầu lựa chọn giữa giấy đỏ hoặc giấy xanh dương, trong một số phiên bản là áo choàng đỏ hoặc áo choàng xanh dương. Nếu chọn màu đỏ, nạn nhân sẽ bị xé rách đến chết, còn những người chọn màu xanh dương sẽ bị xiết cổ hoặc bị rút hết máu khỏi cơ thể. Còn nếu chọn một màu ngoài hai màu xanh đỏ thì sẽ bị ông ta lôi xuống địa ngục. Theo những câu chuyện truyền miệng nhau, chọn màu vàng thì đầu sẽ bị đẩy vào nhà vệ sinh. Nếu muốn sống sót thì chỉ có thể tìm cách thoát khỏi phòng tắm thôi.